Theo các chuyên gia, chỉ cần ngân hàng nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh. Về lý do khiến giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc, chia sẻ với phóng viên Vietnamnet, chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu cho rằng có thể do vấn đề tâm lý. Khi người dân và nhà kinh doanh vàng nhận được tín hiệu từ cơ quan quản lý về việc sửa đổi cơ chế độc quyền của vàng SJC, thị trường lập tức hạ nhiệt, giá mua, bán được điều chỉnh. Trong phiên giao dịch chiều ngày 22 tháng 3, giá vàng miếng 4 số 9 trượt dốc giảm mạnh, từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượng so với kết phiên trước đó, còn 77,8 đến 79,82 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và 77,5 đến 79,5 triệu đồng một lượng tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji. Tổng cộng, chỉ sau 2 ngày, giá vàng miếng SJC giảm 2,3 triệu đồng ở chiều mua và giảm 2 triệu đồng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch giữa giá vàng thế giới, giá vàng trong nước còn 14,6 triệu đồng tính theo tỷ giá ngân hàng. Kéo theo đó, giá vàng nhẫn trong nước cũng giảm mạnh, mất mốc 70 triệu đồng một lượng.